Các bạn còn nhớ trong tập 2 của Zoom kể cháu nghe, hai chị em Violet Thần Long Tỷ Tỷ và Violet Huyết Ma Thần đã tranh giành nhau cây kem cà lem chính hãng. Vậy cây kem cà lem này đến từ đâu? Hôm nay chú Zoom sẽ làm sáng tỏ chuyện này nha. Chào mọi người đã đến với kênh Zoom Liên Quân, nơi tạo cảm hứng về các video liên quân hay nhất. Mọi người hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo giúp mình nhé. Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Athanthor, có một gia đình nho giáo thuộc dòng dõi Kirito, với truyền thống yêu nước từ ngàn đời, có một cặp anh em sinh đôi vô cùng tài giỏi, là niềm tự hào to lớn cho tất cả người dân trong thôn. Người anh là Alen Kirito và người em là Alen Hắc Kiếm Sĩ Kirito. Hai anh em từ nhỏ đã chăm học chăm làm, quyết tâm mai này lớn lên sẽ giúp ích cho đời, phụng sự cho tổ quốc, giúp đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Kết quả là lớn lên hai anh em cùng nhau bán cà lem. Một ngày nọ, đang trên đường bán cà lem, có hai con mụ mê trai đến mua cà lem mà lựa một buổi trời không xong, còn tranh giành nhau. Đến mức, phải để người gì lau gì éo ra lướt mấy phát đuổi cổ hai chị em này đi. Đúng là đồ mê trai, trói nó bằng cà vạt, treo nó trên Đà Lạt đi. Alen Hắc Kiếm Sĩ Kirito, chúng ta hay gọi tắt là Kirito V1, là skin bậc SS hữu hạn, là một trong hai trang phục nằm trong dự án kết hợp của Liên Quân Mobi và World Art Online. Trang phục với tổng thể màu đen và viền xanh lá chủ đạo, có hai cây kiếm dài vắt chéo sau lưng rất ngầu và đẹp. Alen Kirito, chúng ta hay gọi tắt là Kirito V2, cũng là một trong hai trang phục nằm trong dự án kết hợp của Liên Quân Mobi và World Art Online. Nhìn tổng thể trang phục khá đơn giản, màu đen chủ đạo, có hai cây kiếm cầm trên tay có màu xanh và tím. Khi tung chiêu thức, Kirito V2 sẽ hiện ra đôi cánh nhỏ màu vàng phát sáng, còn ở dạng bình thường thì đôi cánh được ẩn đi. Giờ thì chúng ta cùng xem qua sức mạnh của hai anh chàng này nhé.数字が増えるだけで無茶な差がつく。それがレベル性MMOの理不尽さなんだ。スターバーストストリーム。誰かを見殺しにするくらいなら一緒に死んだ方がずっとマシだ。 Tháng tới triều đình sẽ tổ chức kỳ thi võ lâm truyền kỳ, nhằm tuyển chọn ra những người tài giỏi nhất để làm việc tại kinh thành. Hai anh em nhà Kirito nhanh chóng chia tay người dì lau dì éo và toàn dân làng lên đường đăng ký tham gia kỳ thi. Đường xá xa xôi, trải qua vô vàng các vòng thi gay cấn và khó khăn. Hai anh em nhà Kirito đã thành công và đạt thứ hạng cao nhất, sắp tới sẽ được làm việc tại triều đình kinh thành. Hai anh em nhanh chóng trở về thôn để khoe chiến tích với người dì lau dì éo và người dân trong làng. Vừa về đến nơi, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Toàn bộ dân làng rơi vào cảnh bi thương, khói lửa bốc lên, tiếng hét rền vang, tiếng khóc thảm thương, khói bụi bay mờ nhân ảnh. Hai anh em hốt hoảng chạy thật nhanh về nhà, thấy người dì lau dì éo đang nằm bất tỉnh trên sàn, bị thương khá nghiêm trọng. Sau một hồi hai anh em vận công trị thương, người dì lau dì éo mới tỉnh dậy và kể rõ ngọn ngành chuyện đã xảy ra. Có một cặp mãng xà tinh đã tu luyện ngàn năm nên có sức mạnh rất khủng khiếp, đến tấn công ngôi làng và bắt cóc toàn bộ những đứa trẻ trong làng. Bọn chúng tin rằng vào thời khắc trăng tròn nhất, nếu ăn được tim và uống máu tươi của những đứa trẻ,
thì sẽ được trường sinh bất tử và thống trị thiên hạ. Đó là cặp đôi kim xà bạch xà. Kim xà là Natalia nữ quái công nghệ, bạch xà là Natalia băng tâm thần nữ. Bộ đôi tàn ác và xấu xa nhất ở vực hỗn mang thế giới pháp sư. Hai anh em nhà Kirito vô cùng bực tức. Cả hai quyết định lên đường tiến thẳng đến vực hỗn mang, nhằm trả thù và giải cứu những đứa trẻ vô tội đó. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Liệu hai anh em nhà Kirito có giải cứu được những đứa trẻ hay không? Cùng đón chờ tập tiếp theo của series Zoom kể cháu nghe trên kênh YouTube Zoom Liên Quân. Giờ thì chú Zoom chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.